trong bộ phim này. Dạ ông ơi, xin chào cô ạ. Ừ, đúng rồi, đây chú. Cái bên chỗ cũ. À, hello, xin kính chào quý vị. Hồng Lan xin chào tất cả cô chú, anh chị, các bạn và các em. Gia Linh chào ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú. Ủa, sao nó trống vậy ta? Con kể cho ông bà cô chú nghe đi, sao vậy? Sao con có cái thứ là lướt á, ở đây nè, một xíu thôi á, xong á, quên con ăn đồ ăn á, nó làm damage nhiều á, xong á nó bleed. Chảy máu, con lấy cái giấy á, xong con làm này nè, xong con bỏ cái giấy ra, xong cái răng của con á, dính vô cái giấy luôn. Dính vô cái giấy, xong nó dính, xong nó pull, là nó stay, xong cái này á, nó thì già. Răng nó ra luôn, hay là tài giấy luôn. Cho quý vị coi nha. Rồi, để Linh cầm. Thấy ngay camera này nè con. Con có đau không vậy? Chút xíu hả? Nó trả lời đàng hoàng. Dạ, chút xíu thôi. Linh nè. Hôm qua đó, ba mẹ đưa cái bài gặp mẹ trong mơ đó, của con với ba mẹ lên cho ông bà cô chú coi đó. Ông bà cô chú lên khen Gia Linh quá trời luôn. Gia Linh có nói gì với ông bà không? Cảm ơn lắm. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ, con cảm ơn nhiều lắm. Ông bà cô chú nhớ like, subscribe, share channel của ba mẹ. Like, subscribe channel của ba mẹ hả? Với Gia Linh nữa, ba mẹ. Có Gia Linh nữa mà, đúng không? Nãy giờ Linh đang làm cái gì á? Chơi hả? Ngày hôm nay cuối tuần được chơi phải không? Channel con ở đây nè. Channel con ở đây hả? Con chơi với bạn hả? Ok. Giờ muốn lên chơi bạn tiếp không? Hay là muốn ở đây với ba mẹ? Chơi bạn với con tay dạo bà cô chú. Dạ là cô chú. Ok. Bye. Hello. Bye Linh. Đóng cửa giùm ba nha. Hồi lúc lần đầu tiên mà bị rớt cái răng đó, trời ơi, khóc khủng khiếp quá trời luôn. Bây giờ cái răng này là cái răng thứ 7 rồi, cho nên bây giờ là vừa mới hơi rung rinh, mẹ ơi cũng muốn lấy nó ra luôn. Cái hôm qua ăn bánh mì. Ăn bánh mì cái là cái Linh đưa cái giấy lên, vừa chậm cái máu chảy cái răng rút ra theo tờ giấy luôn, không có khóc tiếng nào nữa, quen rồi. Lộc có một cái mẹo mà để cho nít mà nó không có sợ đó quý vị. Hôm bữa là cái răng thứ hai, như cái răng thứ hai thì phải Lộc nói là Linh ơi, con cầm cái tờ giấy ấy, con chụp cái răng này đi, nó sẽ không bị đau. Thì cái răng nó chỉ cần nhảy nhẹ cái là nó rớt rồi. Khi nó lấy tờ giấy nó chụp cái răng đó, Lập chỉ cần lấy cái tay nhẹ thôi, Lập đẩy cái tay nó xuống cái là rớt cái răng đó. Bà la quá trời la, bị dụ. Nhỏ khóc quá trời khóc. Lần này kêu nó làm nữa, nó không chịu làm. Nó biết cái vụ đó đó, nó không chịu làm. Nhưng mà tự làm luôn. Tự làm. Luôn. Dạ thưa quý vị, bây giờ là 3 giờ của ngày 24 tháng 5. Hồng Lan xin thông báo đến tình hình bệnh của ngày hôm nay. Thì ca bệnh là 1.156.278 người bệnh, số người mất là 67.226 và số người được chữa khỏi là 170.201. Như vậy là hôm qua tới hôm nay thì đã chữa khỏi được trên 10.000 người. Được khoảng 10.000 mấy chục người đó thưa quý vị. Cứ mỗi ngày mình không có muốn focus vô cái mà số người tăng và số người mất, nhưng mà số người chữa khỏi thì nó mỗi ngày nó cứ nhiều như vậy, thì đó là một cái điều rất là mừng cho chúng ta, mặc dù là ca bệnh cũng tăng rất nhiều. Cái ngày hôm qua có biểu tình quá trời luôn, mà người ta cứ đứng gần nhau, mình sợ kinh khủng luôn. Mấy người bạn Lộc đi trên đường BCX á, có quay lại được, có cầm phone để quay lại được những cái đoạn mà người ta cầm biểu ngữ, mà người ta không đeo khẩu trang luôn quý vị.
đi giống như bình thường vậy đó, giống như ngày bình thường luôn. Như cái vấn đề đó là tại vì ông hôm qua ông thống đốc đó, ông thấy cái bữa cuối tuần vừa rồi đó ở dưới biển đông người quá, thì ông ra cái lệnh là cấm cửa các bãi biển của OC thôi. Cho nên người ta mới bức xúc, người ta mới tràn ra, ý người ta là phản đối là tại sao những chỗ khác không đóng mà OC bị đóng thì người ta muốn phải mở cửa OC luôn. Đó, rồi thì có nhiều người cũng lên tiếng phản đối vấn đề đó, mà bây giờ thì tất cả bãi biển OC đóng cửa, thì các cái bãi biển khác ở gần đó như là ở San Diego hay là ở xa hơn Los thì họ cũng đóng cửa, thì xa hơn nữa thì người ta sợ là sẽ đổ về cái khu vực đó. Mà và cảnh sát của ở OC thì bây giờ họ cũng nói là họ chỉ ngăn chặn không cho mọi người đi vô thôi, chứ giờ họ cũng không có thể bắt buộc mà không có thể phạt được, thì họ chỉ mong là mọi người đừng kéo nhau ra biển thôi. Mà mình không biết cái tình hình cuối tuần này như thế nào ha. Nếu mà có thể ngày mai Loan Ngọc chạy một vòng biển quay thử cho mình xem coi mọi người có nghe lời mà ở nhà không. Thật sự là cấm thì phải cấm hết. Đó, mà cấm chỗ này thả chỗ kia thì cũng rất là khó, người ta cũng phản đối quá. Nhưng mà thật sự mà người ta cứ đổ ra như vậy, mình nhìn mình cũng sợ quá trời. Nhưng mà ở Mỹ thì nói chung là người ta biểu tình trong cái ôn hòa lắm, người ta không có bạo động như là những nơi khác. Giống như là phá phách hay là gì đó, đốt đồ, đốt cửa, người ta không vậy. Người ta chỉ muốn bày tỏ cái thái độ của người ta thôi, chứ không có kiểu mà bị bạo động. Nhưng mà mình cứ thấy biểu tình mà đứng gần nhau rồi bệnh nó lây lan, mình không biết bao giờ mới hết bệnh. Mình nhìn thấy những người y tá, bác sĩ mình thấy thương lắm. Như những cái nơi tiểu bang khác mà biểu tình đó là y tá, bác sĩ họ ra họ đứng họ dàn hàng như vậy nè. Mình nhìn họ thấy thương dễ sợ, thì trong khi những người đó không có thấy sự hy sinh của những người y tá, bác sĩ. Bây giờ bệnh cứ tăng nhiều thì còn biểu tình đòi mở cửa nhiều như vậy, thì y tá và bác sĩ họ phải càng cực khổ thêm bao nhiêu nữa. Thấy hôm qua đó mấy người cảnh sát đó, người ta đi ngựa. Thấy họ cỡ ngựa để mà họ giống như là lâu lắm mà mình thấy mới thấy cảnh sát mà đi ngựa ha. Ở vùng biển, có nhiều. Ở dưới San Diego mình đi mình có thấy, nhưng mà nhiều. Ở trên khu ở trên đây thì lần đầu tiên Loan với Lộc mới thấy luôn. Thấy ngựa, cởi ngựa đi giống như thời xưa xưa vậy ha, thấy hay. Và riêng cái Macy đó, cửa hàng Macy đó, thì họ sẽ nói là họ sẽ mở khoảng mấy chục cái tiệm Macy ở những cái tiểu bang mà đã nới lỏng cái luật đóng cửa rồi. Và trong vòng vài tuần tới thì 600 mấy chục cái cửa hàng của Macy cũng sẽ mở cửa hoạt động lại bình thường. Macy thì được cái là nó rất là rộng lớn, thì hy vọng họ mở cửa và họ vẫn giữ đúng cái luật là cách xa, khách hàng phải cách xa nhau và hạn chế người vô tiệm, thì mình nghĩ nó cũng được, cũng ok. Thì mọi người có một cái chỗ để mà đi mua sắm thì cũng đỡ. Và với cái tình hình mà mọi người biểu tình như vậy đó, thì ông thống đốc cũng đã lên kêu gọi nói với người dân là hãy cố gắng trong vài ngày nữa. Ông nói là vài ngày nữa, hôm trước thì là vài tuần hả quý vị, nhưng mà bây giờ thì ông nói chúng ta hãy cố gắng trong vài ngày nữa thì ông sẽ có thể cho mở cửa lại theo những cái phrase mà của CDC đưa ra. Thì chúng ta hãy chờ xem thì quyết định của ông sẽ là như thế nào. Mà ông nói trong vài ngày nữa, mà với điều kiện là cái bệnh nó không có tăng quá nhiều, coi như là đó, nếu mà không gì thay đổi giống như tình hình bây giờ đó thưa quý vị. Và một cái tin cũng rất là vui ở California đó là từ hôm bữa tới giờ là mọi cái vấn đề về làm đăng ký kết hôn của mọi người là bị đình trệ hết. Tất cả mọi người muốn đám cưới nhà mà có hẹn này nọ là không làm gì được hết. Thì bây giờ á, họ đã công nhận cho mình làm cái giấy đăng ký kết hôn bằng cách là FaceTime, phải có hai người với nhau và FaceTime với lại ở đó là trên tòa đó, FaceTime với nhau và nói chuyện để mà họ sẽ cấp
cho cái giấy đăng ký kết hôn. Khi mà xong cái thủ tục đó thì họ sẽ email về cho mình cái tờ giấy đó. Như cũng hay ha. Dạ, như vậy thì những cái dự định mà đám cưới nếu mình không có tổ chức được với tất cả bạn bè với mọi người thì chúng ta cũng có thể có được cái tờ giấy đăng ký kết hôn và cũng có thể chia sẻ với gia đình, với bạn bè ở khắp nơi được. Thì tiệc cưới thì tổ chức sau ha quý vị ha. Giống như Hồng Loan đã nói với quý vị là chúng ta chờ sự chuẩn thuận của FDA đối với cái thuốc Remdesivir, thì trong cuộc họp ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã công bố cái quyết định chuẩn thuận của FDA cho phép Remdesivir tạm thời sử dụng khẩn cấp cho COVID-19, thưa quý vị. Như vậy là chúng ta đã có tạm một cái thuốc để mà chữa trị cho mọi người. Cho nên có lẽ vì vậy mà trong những ngày qua chúng ta thấy cái tình hình người bệnh được recover nó nhiều hơn. Và hy vọng là kể từ khi được chấp nhận cho tới cái thời gian sắp tới thì sẽ được có thêm nhiều người được chữa bệnh khỏi nữa. Ngoài ra thì trong một cái cuộc họp báo, ông Tổng thống Trump, ông cũng... thì có những người ngồi bên dưới hỏi ổng về cái vấn đề của Trung Quốc, là ông có cái gì để mà chứng minh được là cái virus Vũ Hán này là từ Trung Quốc không, thì ông khẳng định, ông nói là có. Tôi có bằng chứng về vấn đề đó, nhưng mà ông nói như vậy thôi chứ hiện tại bây giờ thì bên Nhà Trắng chưa muốn đưa ra bất kỳ cái bằng chứng gì hết. Hồng Loan nghĩ có lẽ là đợi chờ sau cái dịch này thì cuộc chiến đó sẽ bắt đầu. Hơi bị căng thẳng ha. Nói gì nói không? Nãy em nói không ai muốn nói gì vậy? Lần Lộc nói là cười, cái dốc, Lộc cười, Lộc cười theo, Lộc không nói được. Hồi sáng này đó quý vị, thì có một cái chiếc máy bay chiến đấu bay ngang qua bầu trời Washington DC, giống như gửi là một lời cảm ơn đến các đội ngũ bác sĩ và y tá. Thì bữa giờ thì mình cũng thấy nhiều cái hình thức mà mọi người cảm ơn những người anh hùng áo trắng, áo xanh, những anh hùng mà thầm lặng đang chiến đấu với lại cơn bích COVID-19. Thì nhiều hình thức lắm. Hôm nay là thấy một hình thức khác nữa là máy bay, bay ngang và cảm ơn. Hay ha? Trong những ngày qua, liên tục những ngày qua thì cả thế giới đều thắc mắc là không biết cái ông... Kim Jong-un á, hiện tại bây giờ ổng ở đâu và làm gì? Tại vì ông biến mất sau mấy chục ngày, khoảng 20 ngày á, từ ngày 11 tháng 4 tới giờ ha quý vị. Thì ngày hôm qua trong một cái bài báo của Bắc Hàn đó thì họ nói là Kim Jong-un đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau ngày 11 tháng 4, là ông cắt băng khánh thành cho một cái nhà máy chế tạo phân bón ở Bắc Hàn. Và cũng có đưa cái hình ảnh đó lên. Thì chỉ có một bài báo đó họ thông tin lên thôi. Thì mình cũng chưa biết tình hình như thế nào. Bữa giờ Hồng Loan biết mọi người cũng rất là tò mò và thắc mắc ha. Thì chúng ta cũng hãy chờ đợi xem sắp tới như thế nào. Hồng Loan nghĩ chắc có lẽ là ông cũng bị bệnh và phải trải qua một cái thời gian để mà chữa bệnh. Mới vắng mặt lâu như vậy. Hôm qua có nhiều người cũng giúp Lộc đặt thêm mấy cái bài thơ gì nói về vợ, cũng hay lắm. Hôm nay Lộc cũng nhận được một cái bài thơ nó cũng nói về vợ. Không phải bài thơ mà một cái câu nói về vợ, như cái thành ngữ. Ca ngợi người vợ. Ca ngợi thì được. Mà người vợ hiền, quý vị. Ồ, vậy là em rồi đó. Người vợ hiền, không bắt chồng nấu cơm. Không bắt chồng giặt đồ, không bắt chồng lau nhà, cũng không bắt chồng trông con, mà chỉ cần liếc mắt là chồng làm liền. Vợ hiền quý vị. Đâu cần mới nói, không bắt đâu, chỉ cần đương mắt là biết làm gì rồi đó. Hèn chi có nhiều ông chồng suốt ngày không bao giờ nhìn vô cặp mắt vợ hết trơn. Lúc nào vợ nói cũng cúi đầu xuống. Nhìn cái khác không mà sợ bà liếc, cái là phải đi làm. Bà liếc suốt, chắc làm chắc chết luôn á. Không lấy trong nhà đâu kiến đen trời. Ngày cái tháng này là tháng của hiền mẫu, cho nên hình như tốt chị em phụ nữ tụi tôi hơi bị nhiều ở nhà.
Tôi vui chứ bộ. Ừ, ngày mai để kiếm thơ về đàn ông đọc cho quý vị nghe ha. Ai chị có... em phụ nữ giơ tay lên ủng hộ Hồng Lan. Ai có mà thơ của nói về đàn ông đó, nói về chồng đó, comment dưới đây cho Loan biết nha. Để Loan hỏi kiếm. Thơ về đàn ông cũng biển hồ lai láng, Hồng Loan cũng có một mớ rồi quý vị. Ngày mai sẽ đọc quý vị nghe. Nhưng mà nhưng mà Lộc nghĩ chắc thơ này chắc có cái cần câu móc á quý vị. Thôi quý vị comment hay hơn á, những cái thơ nào nói hiền hiền chút cho đỡ cách đàn ông tụi Lộc nghe. Đọc sơ sơ bài nè. Đàn ông như chiếc mùa xoa, khi nào cần thiết lấy ra lau chùi. Đàn ông như trái bắp lùi, khi nào đói bụng tôi lùi xuống thang. Đàn ông ăn nói quên quang, tôi mà nổi giận tôi phang qua rào. Đàn ông như điếu thuốc lào, tôi mà lạc miệng tôi bọc vào bọc ra. Trời ơi, cỡ nào cũng chết đấy quý vị ơi, không có chỗ nào sống sót nổi. Một cái bài thơ mà có một hôm Hồng Loan quay hình đó, hay cho một cái chương trình gì Hồng Loan có đọc cái câu thơ đó. Nghe đừng có hết hồn nha quý vị, chỉ là vui thôi. Tôi bọc vào bọc ra nghe ghê quá. Bọc vậy à? Cái bài mà gặp mẹ trong mơ hôm qua đó quý vị, thì cũng được sự hưởng ứng của các cô, các chú, các anh chị, các bạn, và có cả các em nữa, các cháu nữa. Có một cái người khán giả nói là con của họ mới có 3 tuổi thôi mà thấy Gia Linh hát, Gia Linh diễn, cũng hát theo, cũng khóc theo. Cũng hiểu được. Thì cái điều đó làm cho Lộc, Loan, Gia Linh là rất là cảm thấy rất là hạnh phúc. Cảm ơn quý vị một lần nữa. Rồi chị còn nói là con gái 3 tuổi của chị nói là mẹ ơi, có thể nào mà mời được chị Gia Linh tới nhà của mình chơi không? Cái vụ này chị Gia Linh khoái lắm. Gia Linh thích có bạn lắm, Gia Linh thích chơi bạn lắm. Mà lúc mới đầu gặp gỡ thì hơi e thẹn, chứ một chút sau mà quen rồi là trời ơi, không muốn đi về luôn á thưa quý vị. Bây giờ Hồng Loan xin phép một chút thời gian để mà gửi lời cảm ơn đến một số quý vị đã yêu thương Loan với Lộc và trong thời gian qua ha. Đây là cô Lina, cô LN thì nói là Gia Linh cưng quá Hồng Loan ơi, hai mẹ con hát diễn xuất hay lắm. Chị rất thích cô Thanh Nga, chú Bảo Quốc, chúc cả gia đình luôn mạnh khỏe. Ôi, chị từ Washington DC. Wow. Hello chị. Quý vị có biết không, gia đình bên ngoại của Hồng Loan ở Washington DC á, là gần cái 100 người bên đó đó thưa quý vị. Tại vì gia đình bên ngoại á, là có tất cả là 14 anh chị em, mà toàn bộ là ở bên Washington DC hết, là mấy dì mấy cậu rồi con cháu chắc rồi là ở bên đó hết, chỉ có ngoại trừ một mình mẹ là ở bên đây thôi. Cho nên hình như là năm nào Hồng Loan cũng đi qua bên Virginia, Washington DC hết. Còn Jane Mai, hồi nãy Hồng Loan có nói mà người cái chị mà có con gái 3 tuổi đó là chị Jane Mai. Rồi cô ba cũng lên khen cái bài hát tuyệt vời quá, cô không cầm được nước mắt, xúc động và nhân văn quá. Rồi, rất là vui, cảm ơn cô rất nhiều. Rồi chị Tracy Trịnh, chị nói là chị thích cả nhà Hồng Loan và là rất là thích Hồng Loan Channel. Rất là cảm ơn mọi người đã rất yêu thích cái channel của Hồng Loan và bà Bảo Quốc, cũng như Bảo Lộc và bé Gia Linh. Thì em thì cũng cảm nói là hai mẹ con đẹp và hát hay quá. Không ai nói tới Bảo Lộc nữa nha. Thì không ai khen Lộc hết đó hả? Không ai khen Lộc. Nhiều người lên nói lắm chứ, cái video mà hôm qua Lộc nó ngồi nói chuyện á, người ta nói là nước mắt đàn ông không rơi từng giọt. Mà rơi ào ào không có gì. Mọi người chia sẻ với Lộc rất là nhiều nha. Đừng có ai nói về ba mẹ vợ con thì không có bây giờ. Nói thì rất nữa. Mày cảm xúc giật gào vậy, bị nhốn trong nhà rồi mắt gưng gưng nữa vậy. Trời đất ơi. Lộc Vũ Lan cũng xin cảm ơn chị Hoa Tăng, chị rất thích Hồng Loan và em diễn đạt bài hát rất truyền cảm và xúc động, lấy nước mắt của chị nè. Rất là nhiều cô chú anh chị ông bà đã bị Gia Linh lấy nước mắt
Rất là mừng vì điều đó. Làm mẹ mà quý vị thấy con mình có được một chút xíu gì đó cũng như là được tình thương yêu của mọi người thì Hồng Loan rất là vui, rất là cảm ơn mọi người. Rồi có hai ly nè, trời ơi em con mà khóc như mưa, bé Gia Linh thương quá, lớp hai mẹ con. À còn một bạn nữa tên là Lê thì nói là xin chào Hồng Loan, Bảo Lộc, mình là Xuân Lê ở Tây Úc, rất ủng hộ hai em hai tay luôn, mình cũng là khán giả của gia đình 45 năm qua và bây giờ rất thích kênh Hồng Loan Channel, sáng nào Xuân cũng xem rồi mới làm việc, làm cho mình rất là vui. Đây là lần đầu tiên mình comment trên YouTube, mong hai em đón nhận. Wow, lần đầu tiên trên YouTube luôn, vậy là mình đã coi như là làm siêu lòng của một người khán giả mà thầm lặng của YouTube luôn á, chứ không phải của riêng Hồng Loan Channel ha. Rất là vui, rất là vui, xúc động. Cảm và ơn rất chị là cảm nhiều. Ơn chị. Chị Xuân Lê. Hạnh Nguyên thì lấy nước mắt của em rồi nè, chị ơi. Kim Võ, cô nói mô Phật xem mà xúc động vô cùng. Bé Gia Linh còn nhỏ mà diễn xuất rất đạt. Còn Hồng Loan lúc mặc đồ trắng mà cứ tưởng như cô Thanh Nga không hà, giống đến ngỡ ngàng, giống như đang xem cô Thanh Nga diễn vậy. Dạ Hồng Loan cảm ơn. Kim Nguyên, à có hai người, một người là Kim Nguyên, một người là Kim Nguyễn, thì cũng đều là những người yêu thương Loan Lộc cũng như bé Gia Linh và hơn nữa là Ba Bảo Quốc. Rất là cảm ơn tới bạn Kim Nguyên, bạn Kim Nguyễn nha. Rồi chị Phương Trần nè, rồi Liên Em nè, Thịnh Nguyễn nè. Và nhân đây thì cũng có rất là nhiều người chia sẻ là không còn mẹ nữa thì xem cái bài này rất xúc động. Hồng Loan cũng xin phép được chia buồn đến tất cả mọi người. Cái cảm giác đó thì Hồng Loan biết là mỗi lần mà gợi lại thì sẽ làm mọi người đau lòng lắm. Mình có người thân, có gia đình, có những người bị bệnh hoặc là không có qua nổi những cơn bệnh đó thì bản thân Loan với Lộc cũng hiểu được cái xúc động mà nhớ nhung tới người nhà của mình. Nói lát cái hay nói qua buồn quá, thôi mình nói tiếp chuyện vui nha. Bạn Minh Điền Tô. Minh Điền Tô. Trời ơi, 2 giờ sáng rồi tôi còn ngồi coi nè. Có nhiều người lên nói lắm nha, 2 giờ sáng rồi còn coi cái clip của mình. Mà quý vị biết không, gia đình Hồng Loan á là 2 giờ sáng cũng vẫn chưa ngủ đâu. Cho nên mà 2 giờ sáng mà quý vị có còn comment á thì là Hồng Loan cũng còn có thể đọc được. Hồng Loan đưa cho quý vị coi một cái chia sẻ một cái hình ảnh vào lúc 2 giờ sáng của hai cha con Bảo Lộc và Gia Linh. Kinh khủng lắm quý vị. Giờ chơi đi ngủ mà nó chưa chịu đi ngủ, nó bắt mình phải chơi với nó Linh á. Xong rồi chơi thì bắt cách nào để cho nó mệt thì chỉ cho cách này thôi, chơi mệt nhất. Chỉ là mê ca hát nhảy múa, cứ nhảy múa suốt ngày mà suốt ngày không mệt như quý vị đó. Hồng Loan quay mà cười bể bụng, chịu không nổi hai cha con. Ok, chia sẻ một ít hình ảnh vui của gia đình của Hồng Loan để mà quý vị có thể relax một chút xíu trong cái ngày cuối tuần bên gia đình ha quý vị ha. Rất là cảm ơn quý vị đã cùng nghe những lời tâm sự, những lời chia sẻ của Loan và Lộc, và chúc tất cả mọi người chúng ta có một cái ngày cuối tuần thật là ấm áp cùng với gia đình. Kính chúc quý vị lúc nào cũng sức khỏe dồi dào sức khỏe, sức khỏe dồi dào. Muốn dồi dào sức khỏe thì phải uống vitamin, nhớ nha. Bye. Bye.